Thưa quý vị, tắc mạch máu hay máu bị bón cục là một trong những nguyên nhân gây tử vong lớn. Bác sĩ người Nhật Bản Iketani Toshiro cho rằng huyết quản không thông là nguồn cơn của nhiều loại bệnh, là sát thủ giết người thầm lặng. Vì vậy, hãy bảo vệ huyết quản tốt để đảm bảo rằng sức khỏe của bạn sẽ được an toàn. Mỗi ngày uống 3 lần nước cũng là cách rửa mạch máu. Nước là một phần quan trọng của sự sống, vì hơn 70% cơ thể chúng ta được cấu thành từ nước. Đông y nhấn mạnh, nước là nguồn gốc của sự sống, là người giúp việc cần mẫn nhất để vệ sinh dọn dẹp các mạch máu. Uống nhiều nước mỗi ngày vào đúng thời điểm sẽ giúp phòng bệnh, nhớt máu vô cùng hiệu quả. Cốc thứ nhất. Đông y coi cốc nước đầu tiên bạn uống trong ngày sau khi vừa ngủ dậy là một cốc nước cứu mạng theo nghĩa đen. Vì sau một đêm cơ thể liên tục trao đổi chất, loại bỏ chất thải thì cần sự giúp đỡ từ yếu tố bên ngoài. Và nước là thứ cần nhất. Bạn nên uống nước khoảng 40 độ C là phù hợp. Cốc thứ hai. Khi bạn ăn mặn, nhất định phải uống nước ngay. Do đó, sau mỗi bữa ăn, bạn nên để lại một chút không gian trong dạ dày để uống nước, giảm tải gánh nặng cho cơ thể khi tiêu thụ muối, thúc đẩy tim bơm máu bình thường, hạn chế bệnh tim, khống chế sự tăng huyết áp. Sau khi tắm hoặc vận động, đều nên uống nước để lấy lại sự cân bằng cho cơ thể, bổ sung độ ẩm cho da. Cốc thứ ba. Uống một cốc nước trước khi đi ngủ vào ban đêm. Khi cơ thể làm việc sẽ gây mất nước, từ đó nhớt máu sẽ tăng lên. Uống nước vào thời điểm này có thể làm giảm nhẹ hiện tượng vón cục, máu đông, gây ra tai biến, đột quỵ nếu tắc mạch máu. Cảm ơn bạn đã xem. Mời bạn đăng ký kênh để theo dõi các video về sức khỏe và phong thủy. Chúc bạn nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống.